Yo, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bộ phim Ready Player One, Đấu Trường Ảo. Nói chung là sau khi kết thúc bộ phim này thì mình nghĩ rằng cái điều mà đạo diễn muốn tuyên bố là gì? Tôi là đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã có quá nhiều bộ phim thuộc hàng kinh điển rồi. Từ hành động, phiêu lưu, chính kịch, chiến tranh, những bộ phim mà trường tồn với thời gian, và bây giờ tôi đã hơn 70 tuổi rồi. Tôi không quan tâm là bộ phim tiếp theo của tôi sẽ là phải kinh điển sâu sắc nữa. Nó sẽ là bộ phim liên quan đến những bộ phim mà tôi hâm mộ trong suốt cuộc đời của mình, có ảnh hưởng lớn về mặt văn hóa. Các nhân vật tôi yêu thích cũng sẽ xuất hiện trên màn ảnh. Nó phải là hoành tráng nhất, giải trí nhất có thể. Để Avengers, số bộ phim này nó không là cái gì cả. Và suốt 2 tiếng, khán giả dù lớn hay bé cũng phải choáng ngợp. Không cần quá quan trọng đến những yếu tố triết lý sâu xa gì cả. Và chỉ có tôi nói đủ tên tuổi để thuyết phục nhà sản xuất bỏ tiền và xin cấp phép bản quyền hình ảnh của các nhân vật nổi tiếng trong bộ ảnh. Và với những mục tiêu này thì Steven Spielberg đã làm được một Ready Player One mãn nhãn về mặt kỹ xảo, đan xen hài hòa giữa thế giới thực và thế giới ảo. Hàng trăm biểu tượng văn hóa xuất hiện mà những ai hiểu được phần lớn thì quả là đã có một cái tuổi thơ gọi là dữ dội. Nó cứu vớt cho một cái cốt truyện quá là đơn giản. Chàng trai vượt qua các thử thách, có được người yêu và cảnh sát xuất hiện ở phút cuối bắt kẻ sát khá là nhàm chán. Và mình cũng phải công nhận rằng tuy đến bước sang cái tuổi 70 nhưng mà cái trí óc của Steven Spielberg vẫn khá là còn minh mẫn và tươi trẻ, khi mà những cảnh hành động phức tạp, đua xe có khủng long rồi khiêu vũ với thây ma, rồi cảnh battle cuối phim khá là hoành tráng và kinh hoàng. Đây nó cũng là một cách tiếp cận của Steven Spielberg với giới trẻ một cách hấp dẫn nhất. Là gì? Đây nhé, đây là các tác phẩm nghệ thuật rất là nổi tiếng. Các cháu nên dành thời gian để xem nó nhé, nó vô cùng ý nghĩa và ảnh hưởng lớn tới tuổi thơ của rất nhiều người. Còn đối với mình thì Ready Player One cho mình nhớ đến một cảnh phim trong Dead Poets Society, khi nhân vật của diễn viên Robin Williams nói với học sinh rằng gì? Chúng ta không đọc và viết những vần thơ bởi vì nó dễ thương, chúng ta đọc và viết những vần thơ bởi vì chúng ta là một thành viên của nhân loại và nhân loại tràn đầy niềm đam mê. Do vậy là những nghề nghiệp như bác sĩ, luật sư, doanh nhân, kỹ sư, đó là những nghề nghiệp cao quý để duy trì cuộc sống này. Nhưng thơ văn, vẻ đẹp, lãng mạn và tình yêu, đó là những lý do khiến chúng ta sống trong cuộc đời. Và mình nghĩ rằng là phải có niềm đam mê vô cùng với cả nghệ thuật và điện ảnh như vậy thì Steven Spielberg mới làm bộ phim này và khiến chúng ta trân trọng thêm về nghệ thuật, về điện ảnh. Xin cảm ơn.